là fan của Eric trà trộn như thế luôn. Khi mà nhìn cái khẩu hình miệng mà em nghĩ là bạn này hát khá là hay, và đúng như cái nhận định của anh Trấn Thành là có thể là cái kiểu hát giống Eric. Bạn cầm cái đũa bạn ngoáy nhưng mà bạn ấy rất là đúng nhịp. Em nghĩ là bạn ấy hay à. Và chúng ta hãy gặp lại Đức Phúc cùng với Eric. Hai đứa xuất hiện cái rồi anh đỡ lẻ loi rồi đó. Sao vậy? Trước tiên là mình kiếm được hai cái đối thủ bằng chiều cao mình tí ha. Nhờ nó mang chạy độ. Eric cao hơn anh. Không, nhờ nó mang chạy độ mà nó mới chạy dạ, đâu rồi đấy, không một biển độ nào anh ạ. À. Eric cũng cao mà. Cao mà cũng đẹp anh. Mà. Đức okay. Phúc cũng vậy mà. Em cao hơn anh. Anh tiếp tục thích em mà Đức Phúc. Đây là hai cái bạn trẻ mà hiện nay là em thích nhất đó. Nói thiệt. Mà thường anh hay bị lộn hai em lắm. Cái giọng hai em nó có cái màu nó cũng giống nhau. Khác nha, khác lắm nha. Bây giờ cùng một bài nè, hai người hát chung nè. Gì nào? Lại anh nắng quay. Ok. Xe luôn. Xe luôn. Hai. Xe luôn. Hai. Chúng nó làm gì đấy? Bắt tông. À, thế là hai. Yeah. Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm em. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời. Nhờ hai em nó hát để phân biệt mình mới thấy hai cái giọng nó giống đó chứ. Không, nếu mà nghe kỹ thì mình vẫn thấy có cái màu sắc nó khác nhau. Nhưng mà mới nghe thì nó rất là giống nhau. Anh Kỳ Ân, hả? Thực ra em cũng muốn nghe kiểu là cái khác, sự khác biệt nó như thế nào anh? Nghe cái giọng của em thì nó dày hơn à, nó dày hơn. Còn giọng của Eric thì nó mỏng và nó bay gì, nó bay hơn. Eric hát trải đời hơn. Thí dụ một cái bài tình cảm đau khổ, Eric sẽ hát hay hơn. Bị và yêu rồi, bị yêu rồi. Yêu rồi. Còn Phúc chưa yêu rồi. Yêu chưa? Nhưng mà nếu mà hát cái bài nào về nội lực thì Phúc hát hay hơn. Chưa yêu đó, chưa yêu thất thế thấy không? Em yêu đi. Anh đứng đây làm hát một câu. Hát cái gì mới được? Một câu để xem là trả đời không. Tập. Chạy đời. Chạy đời nhá. Dạ. Bây giờ hát bài của em để biết chạy đời như thế nào này. Dạ. Anh Đức Phúc hát một version chưa trải đời trước nè. Version trải nghiệm. Rồi trải nghiệm này. Bây giờ đây, đây đầu tiên là version trải chiếu này. Rồi chơi. Trải nghiệm. Ai trải nghiệm. Rồi chơi thử nhá. 2, 3. Ý một ai đã muốn xa đi. Cho dù ta có tốt đi gì. Khi chợt lời nói đối phương là ác kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Khi một ai vẫn muốn trở lại, cho dù ta cũng không đáng ngại. Gì nữa? Chịu những lý do chia tay. Chỉ là hết đi. Đó là trải đời đó em. Trải đời đó. Trải đời. Thật sự. Giờ muốn nghe giọng ca trải đầu không? Nhưng mà để cho Thành hát một câu giống cái e của Eric, này. Eric. Tại trong hậu trường nghe hoài hát giống Eric lắm. Cái bài gì mà xin lỗi mình đi, chia tay rồi đó. Mình chia tay đi. Chia tay đi. Đây là phiên bản xong trải đời. Xong đời. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Nhầm bài. Bài đó của nó mà. Mình chia tay đi cơ mà. Mình chia tay đi à? Mình chia tay đi hay xin mình chia tay đi nhá. Mình chia tay đi.
Vì em, anh sẽ ra đi để em được vui. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn. Vì yêu anh sẽ một mình nhận lấy giông tố ngoài kia. Tình yêu hãy giữ cho em, chỉ cần em luôn vui. Vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly. Wow. Được không? Đầu. Giống em biết không? Cảm ơn tất cả các vị khách mời. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 7 người chơi của ngày hôm nay trong vòng thi hóa thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp 7 nhân vật trong hình tượng của 7 bộ phim nổi tiếng rất quen thuộc với chúng ta. Mời các bạn quay lại. Thấy Trấn Thành đang lưu tâm tới nhân vật đầu tiên, nhân vật số 1, thấy quen không? Không biết làm cái gì, nhân vật nào luôn. Nhân vật đâu mà vô nghĩa quá phải không? Nhân vật trọng thoại phim của Là Vợ Bầu đó. Nhân vật của em đó Thành. Thấy cái mái tóc xù xù thấy không? Tại vì phải xoắn hơn tí nữa mới ra. Và anh ấy làm nghề gì? Bán cua. Không phải cua. Bán bầu. Bán cây kiển chấm hết. Trời ơi. Không, em nghĩ là bạn này bán cây thật đấy. Thế ông cũng có vẻ thật thật. Cây thật à? Ừ, bán cây thật. Cây thật. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy bắt đầu vào cái đoạn mà hát á, em thấy cái mồm bạn mồm. Xin lỗi. Cái khẩu hình miệng nó hơi là vì biết sao không? Là đánh lừa em đấy. Hiểu không? À vậy hả, có cả cái cỏ đấy. Cảm ơn các em. Tiếp theo, nhân vật số 2. Nhìn là biết rồi. Ông già Noel. Anh ấy công việc thật là nhân viên rạp chiếu phim. Trời ơi trời. Nghe câu nói của bạn lúc mà nói là cảm ơn cậu, không có cậu thì tớ không làm được, thì em cảm giác nó cái âm thanh của những người hay niềng răng. À đâu bây giờ âm thanh hát niềng răng coi. Đâu mình nói mình là chuyên gia mình phân tích. Ôi, em không hát được. Niềng răng Eric làm được. Đâu, Eric làm được. Sao mà em làm được? À, thế vậy để này nè. Nó sẽ hơi đớt một tí. Đó, thử coi. Vì em, anh sẽ ra đi. Đúng âm thanh người niềng răng. Tiếp theo, bạn gái số 3, thủy thủ mặt trăng, quấy làm nghề thu ngân. Em thấy hơi thương chị, tại chị đứng hơi bị mỏi chân. Trông chênh quá rồi. Mà thường thu ngân là phải đứng vững lắm, phải cầm tiền nó chắc á. Đấy. Em vẫn tin là chị là thu ngân à? Thế bao giờ em mới trưởng thành Eric? Không, nhưng mà làm gì có chuyện mà tất cả đều lừa dối đâu. Em biết là chương trình này là không có gì là thật em. Thế thì em nghĩ là hát hay. Hát hay à? Vì sao? Tại vì không làm gì là thật. Em thấy là Thu Ngân thì không phải lúc nào cũng bận rộn, nên là em nghĩ là bạn này lúc nào rảnh rỗi thích hát thôi. Đó, chị cũng tin là Thu Ngân kìa. Ừ. Bây giờ mới thương cho Trấn Thành. Mình đang chơi với những người như thế nào vậy trời. Cảm ơn các em. Tiếp. Anh chàng số 4, nhân vật cậu bé phù thủy Harry Potter. Đó, hợp với Harry luôn nè. Anh ấy làm công việc huấn luyện viên bắn cung. Wow. Tạm đế. Môi kìa. Môi. Sao bạn này không được chiếu mặt ta? Cái gì vậy Thành? Không có cho đi xuống gần. Đi lên, về chỗ ngồi. Còn nói gì nữa? Đã quá rõ ràng. Hãy cho em biết sự thật. Sự thật là em có tô son đúng không? Tại sao biên tập chỉ cho chúng ta thấy hàm môi mà không cho thấy từ mũi trở lên? Đơn giản là cô biên tập nó thích vậy thôi. Để gì đây hết trơn á. Nó đang làm mình lung lay đó. Không phải, biên tập thích cái màu son đó. Đang làm mình lung lay để biên tập chúng tôi phân tích. Và em nhắm con mắt lại, em có thể liên tưởng giọng bạn này rất giống Eric.
Rất giống Eric à. Nó có một cái độ đúng rất là Eric đà, luôn. Không chừng nha là fan của Eric trà trộn như thế luôn. Vậy hôm nay mình loại liền đi Thành. Loại, em ơi, em lừa tôi à? Không, em còn non loại lắm. Liền. Ok. Em nghĩ là bạn này chắc không phải huấn luyện viên bán... Bán cung. Bán cung đâu. Bạn là bún căng. Cố tình tô màu đỏ lên để mình tập trung như đó. Chứ bạn này cứ suy nghĩ bình thường là ra. Thực ra là khi mà đúng thật là... khi mà thấy... Mê lắm, mê. Mê. Thực sự em đã bị đánh lừa cho đến khi mà cái âm thanh được phát ra. Thực ra em vẫn nghĩ là bạn này, khi mà nhìn cái khẩu hình miệng mà em nghĩ là bạn này hát khá là hay, và đúng như cái nhận định của anh Trấn Thành là có thể là cái kiểu hát giống Eric khá là hay. Có cách nào em nói một là khẩu hình, hai là không biết bạn phải fan em không, nhưng mà tình dắt luôn, ngó em từ nãy tới bây giờ, anh để ý nó liếc em từ hồi nãy tới bây giờ. Nó thở, nó đúng thời nó dài thở nè. Thời gian mới thời nó đúng cái nó thở. À. Vô duyên quá Thành ơi, không lẽ đứa nó đính thở nó chết rồi sao? Phải anh, thở dốc. Cái đó là tâm lý bên trong. Ông Thành tào lao quá. Em nghĩ là bạn ý hát hay ạ. Hát hay, cảm ơn em. Bạn số 5, bạn ấy đang tạo hình nhân vật Kiều Thị trong bộ phim Mỹ Nhân Kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Công việc của bạn ấy là người mẫu ảnh. Wow. Mình xem nha. Eric, sao em? Để coi nào. Em để... chưa coi em. Em có để ý một xíu. Em thấy chị có một gương mặt rất là xinh, nhưng mà em không nghĩ chị là người mẫu ảnh đâu ạ. Tại vì nếu mà người mẫu ảnh thì cũng không để cho chụp ở những mặc mấy cái bộ đồ hoa lá mà lại chụp ở những chỗ có hoa lá đấy. Thì em nghĩ là chị ý sẽ không làm một người khác. Thích nó quá à. Nó ngồi không hay quá. Phải, phải nhìn nó nhìn mỗi lần nói chuyện với hai em là phải nhìn mê. Anh có cảm giác Eric với Đức Phúc hai đứa chơi thân nhau là hợp lý luôn đó. Mê quá. Đức Phúc muốn gì? Chị em bảo là chị làm một người khác thôi. Cái quan trọng là người ta muốn biết hát hay hay không hát hay. Em nghĩ là hát không hay. Rồi. Tiếp theo, số 6. Anh ấy đang tái hiện lại hình tượng của Lý Tiểu Long. Em tưởng tái hiện lại hình ảnh của Châu Đăng Khoa. Có cầm cái côn nhị khúc nè. Mà để cái máy cái mặt giống luôn kìa. Nhưng mà ông cầm cái côn nhị khúc. Nghe. Sao? Lẽ lẽ bà Hai Phượng số 7 mà mỗi bà lấy cái gạch nó liền. Trời ơi, nó liền như mày. Nó sắp trời rồi đó. Đi lẹ. Đây, thấy nó rung rồi. Anh bạn Lý Tiểu Long của chúng ta ở ngoài đời, anh ấy làm công việc là rửa xe. Eric, nghĩ sao nào? Nếu bạn này mà làm ở cái tiệm rửa xe này thì tiệm rửa xe này sẽ ế. Xịt cái xà phòng đó, xong rồi xịt nước đó, xong rồi kỳ mãi mà không hết cái số ở trên xe gì cả. Vậy em phát hiện ra điều gì? Bạn ý làm mệt á, cho nên là bạn ý hát không hay lắm. Thôi mình qua bà Hai đi nha. Qua bà Hai Phường, số 7. Công việc thật bên ngoài của bạn ấy là đầu bếp ở trong nhà hàng. Wow. Hình như là cái chữ mình bày đặt tình huống rồi đó anh Nghĩa. Kêu chỉ ăn sao để ăn hết cái bánh của người ta luôn đó. Thấy cái bà khách hàng quen không? Bà biên tập. Bà Nguyễn Thị Ngân đó. Không phải bà, chắc chắn cũng là dòng họ nhà bà. Bà gài vô để bà lấy luôn cái tiền diễn viên phụ của chương trình. Vậy thì bây giờ mỗi đội cũng sẽ có 30 giây để mình bàn tính, để mình chọn ra một người mà mình nghĩ rằng là hát không hay. Thời gian bắt đầu. Này, quên bây giờ mình chọn một người không hay. Em quên luôn á. Em chọn ai? Đâu rồi? Anh cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ ai? Anh nghĩ số 5. Ủa anh ơi, mình chỉ có một người hay không hay thôi. Đâu? Đâu? Nhiều lắm, cân bằng. À, cân bằng hả? Bây giờ mình chọn một người hát không hay cho vòng này. Em cũng biết phần ăn. Thôi em cứ chọn đi. Thôi anh chọn đi. Thứ 6. Thứ 6 hả? Hết chưa? Đội nào trước nè? Tùy anh. Mời Giang. Thì thật trùng hợp. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sôi động. Chúng em đang gọi là lướt qua từng quận thì chợt dừng lại ở một nơi. Một nơi
tiếp tục, tiếp tục câu chuyện. Em đứng lên phát biểu, em đứng lên phát biểu. Tại vì để tiếp lời anh Giang thôi chứ em cũng không biết nói gì. Sau khi mà bước qua các quận thì em sẽ dừng ở quận số... Chắc em sẽ dừng ở quận số 5 để em nghỉ ngơi một chút xíu. Một cái người mà như vậy make up không mất nửa ngày của người ta mà loại người ta cái giọng thì bởi vậy sợ ở lại nữa mệt cho nên cho về sớm. Harry Lu, dạ em cũng đồng ý chọn quận 5 luôn hả? Dạ em đề nghị mà. Hai em là người đề nghị ha. Còn đội của Trấn Thành sao nè? Cũng chọn quận 5 chứ gì. Chứ gì không? Không anh. Dẫu biết là quận 5, trái tim mình nói quận 5, quận 5, nhưng em không chọn quận 5 bởi vì đội bạn chọn rồi. Nhưng thưa anh, người ta nói về món ăn ngon á thì ngoài quận 5 ra thì tập trung thì chỉ còn quận 6 thôi. Anh để ra quận 5 đã đi, quận 6 ở lại làm gì? Hôm nay em có thua, em phải trách bà biên tập làm không rõ ràng em ạ. Không ra Lý Tiểu Long, ra Châu Đăng Khoa. Nó có bị lấn cấn, lấn cấn. Châu Đăng Khoa hát cũng ok mà nhỉ. Châu Đăng Khoa hát ok, nhưng mà Eric không thích hình tượng Châu Đăng Khoa. Tại vì mặc đồ rồng giống Eric đúng không? Loại sớm. Em hiểu không? Đụng hàng không thích. Thành ơi, loại. Anh nghĩ rằng nên giữ cậu ta lại đi. Em nghĩ hay đó, em nghĩ thực sự em nghĩ bạn này hay. Anh nhìn là cái gương mặt, cái thần thái này cũng có khi cậu ta phù hợp với những dòng nhạc trữ tình okay. Nhẹ nhàng đó. Bây giờ anh Nghĩa đã lên tiếng rồi thì anh cả mình nên em ạ. Thôi thì cũng nể người anh cả, thì em nghĩ là em sẽ suy nghĩ lại. Em quyết định là chọn đội số 6. Eric ơi, nên suy nghĩ lại. Anh hiểu rồi đó, anh hiểu. Thôi Eric ơi. Thôi để em suy nghĩ lại. Nguyễn ngại lại lại ngay. Tại vì suy nghĩ nào? Tôi thấy là trọng thoại của tôi cũng không ổn lắm đâu. Em cũng nghĩ giống anh Thành luôn. Trọng thoại à? Thôi cứ giữ trọng thoại lại một xíu đi. Người ta nể anh, người ta giữ lại đâu anh, em phải cảm ơn. Ok ok ok, cảm ơn nhân vật của anh. Nếu mà vậy nè, ông già Noel cũng phát quà nhiều rồi. Ông già Noel rồi, không không không. Thì nghỉ đi về. Ai nó cũng nhiều quá. Đi về. Hay là bây giờ mình chọn Secret Boy, chàng trai mà nãy giờ chúng ta tò mò nhất. Ai? Số 4 hả? Số 2 hả? Không, số 4. Anh, nghĩ anh là... chưa có yêu. Anh đừng có ngăn cản tình yêu của đội tôi. Fan người ta đi từ hóc môn lên để hát với Eric. Nếu vậy thì bây giờ còn đi ra là ủa phút phút ơi, này đội nhà người ta chuyện nhà người ta phút. Người em xem ngộ quá. Thôi bạn như chuyện nhà mình nhé. Hai vợ mượn cục gạch quýnh không cái. Quá tức. Bây giờ em nói đi. Em nói. Thôi bây giờ mình trừ đi 3, mình còn 3. Thế ra hả? Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 3. Tội nghiệp thủy thủ mặt trăng. Thôi cứ cho cô về mặt trăng sớm một chút. Số 5 để hát trước, mời em. Bà này nhìn xinh xinh này Eric ơi. Chị này xinh mà hát hay hay đó. Bà này mà hát hay thì nên dành cho top trending đó. Yeah. Xinh ghê á, xinh xinh. Khi tạo dáng chụp hình thì mọi thứ bình thường, nhưng chỉ bắt đầu hát thì cái ánh mắt đúng túng. Nó đúng túng và nó rất là không tự tin. Và màu ảnh thì không ai chịu chụp hình với một background mà nó xấu hoàn toàn ở tất cả các góc như thế. Và ánh mắt đó không phải là ánh mắt của màu ảnh. Ánh mắt là cố diễn. Và giọng hát thì xin cúi đầu ngưỡng mộ độ vương. Vị trí phong thủy mà dở trung tâm. Đừng về giây phút. Đừng về giây phút. Hay thế chưa? Tình mình dần xa xôi. Oh my god. Em từng mơ ước một hát hay đó, anh thấy chưa? Quận 5 hôm nay là rồi. Đúng chưa? Mình chung đôi. Anh cho em những ngọt ngào. Anh cho em ân ái dần trào. Anh cho em ngỡ tình mình từ chim bao. Câu yêu chưa nói lần lời. Bên nhau đôi tiếng một đời. Chơi với
đời cay đắng tình lật về hai nơi. Vậy mà người rời xa nghẹn ngào lệ mắt đắng, em cố nắm chặt tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Dù đoạn đường em đi luôn gặp nhiều giông bão, em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry. Xin anh đừng. Xin anh đừng. Xin anh đừng loại em. Xin anh đừng. Vì một người rất xa, ngàn ngào lệ mắt đắng. Em cố nắm chặt tay, không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Dù đoạn đường em đi, còn gặp nhiều giông bão, em chẳng thể gục ngã. Baby, don't make. Chị thẳng cái mặt lên hạt kìa. Anh đề nghị. Xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói. Ngàn lời lúc ấy đã mất ngát trái tim em vẫn tàn. Mỗi hôm nay cũng chỉ như là số người dành cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đắm đầy. Oh my god. Em có nghe người ta hát cái gì không? Này, xin anh đừng loại em. Xin anh đừng loại em. Mà vẫn loại. Tiếng lòng của con bé. Mà hồi nãy còn đớn quá. Giơ tay lên chứ. Em là người chỉ điểm. Trời ơi, bé nó bước ra mặt sáng trưng. Anh cũng đồng ý đấy. Tại anh tôn trọng khách mời, em đồng ý. Nói nào ngay bây giờ thú tội. Hồi nãy em cũng nghĩ là hát dở banh nóc đó anh. Tại bạn rụt rè. Nên cái cách bạn hát mình cảm giác y như là cái người hát dở. Không phải đâu, là do biên tập á. Bạn Ngân có nghe, bạn Ngân lúc em làm vậy đó hả? Cái bài biên tập bà bắt dậy anh ơi. Ngân ra em đây. Trưởng thành rồi. Em ơi, giới thiệu cho mọi người biết về mình đi. Tức quá. Dạ mà. Em chào ban giám khảo và chào khán giả trường quay. Em tên là Hoàng Yến. Hoàng Yến. Dạ, công việc chính của em là làm mẫu ảnh thật. Đúng sự. Đúng thiệt. Yeah, em đúng. Và còn một job riêng nữa là thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện. Hay okay, dạ, da đẹp xuất sắc. Vậy là lúc mà quay clip là bà biên tập là kêu em phải diễn cái mặt vậy đó hả? Ờ, dạ đúng rồi. Trời ơi thiệt. Anh thua, anh bị lừa, lừa toàn bộ. Anh sai rồi. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Không mà em biết sao không? Em đẹp quá à. Mà em hát có nhịp lắm á. Cảm ơn em, cảm ơn Hoàng Yến đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho Hoàng Yến nào. Đẹp rồi. Đẹp quá à.